chứng minh. Câu B nha, chứng minh tam giác M, N, O cân, thì ta chắc chắn là nó sẽ cân tại gì ạ? Cân tại N, là hai cạnh này bằng nhau hoặc là hai góc này bằng bằng nhau. Rồi đánh số 1 nha các bạn, số 2 nha, được chưa? Rồi các bạn nhìn nè, số 1 này có phải bằng góc A này không ạ? Đó, A1 luôn, được chưa? Rồi bắt đầu mình chứng minh nè, xét tam giác, xét tam giác A, O, M, được chưa? Ta có OE bằng O, OM. Đoạn này bằng đoạn này, suy ra tam giác đó là tam giác gì ạ? Tam giác A, O, M cân tại, tại O, được chưa? Cân tại O thì suy ra cái góc A1 nè bằng với lại góc M1, chốt lại chỗ này chưa ạ? Ok nha các bạn, tiếp tục nha. Mình nhìn nè, cái góc O này, O2 này có phải chắn cung gì ạ? Chắn cung MN không ạ? Đó, góc này gọi là góc ở tâm nè, chắn cung MN nè. Còn góc A1 này nè, chắn cung gì ạ? MB, được chưa? Thì ta có nè, đã có cái cung MB, cái cung MB bằng hai lần cung MC. Ổn chưa? Cung MB bằng hai lần cung MC, đây là giả thuyết nha. Đó, giả thuyết số đo hoặc là cung. Đó. Rồi, vậy cho thấy điều gì ạ? Mà nè, mà ta có nè, mà ta có nè, góc COM là O1, O2 đó các bạn, có phải bằng với số đo của M, số đo cung M, đây là số đo luôn đi ạ, số đo luôn, số đo cung MN mà, góc ở tâm sẽ bằng với lại số đo cung MN, và cái góc này nè, góc A2 nè, cái góc A2, A2 thì bằng 1 phần 2 số đo cung M, MB. Đó, số đo cung MB. Vậy từ đây nè, từ ba thằng này nè, thì suy ra được rằng góc A2 bằng O2. Xin lỗi, A1 nha, A1 xin lỗi A1 nè. Các bạn viết đề cho cẩn thận, A1 bằng O, O2. Mà đã có A1 cũng bằng M1, suy ra O2 bằng M1. Suy ra tam giác đó là tam giác gì ạ? Tam giác OMN cân tại N. Được chưa? Thì các bạn phải nhớ đến đặc điểm đó là